Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập 3.6 thuộc chương số 3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo công việc. Thì đề bài anh sẽ để ở bên phía tay trái nhé. Đây, 3.6 đây. Chúng ta đề bài có cho các chúng ta có tất cả 4 cái tài khoản. Chữ T. Đấy, T một cái chữ T này. Đấy, tài khoản chi phí sản xuất chung này. Bên nợ bao giờ quyết định quy ước là như thế, bên nợ sang bên trái và bên phải sẽ là bên có của một tài khoản chữ T. Rồi có cho một cái bảng chi phí sản xuất chung phân bổ và yêu cầu đề bài như sau. Yêu cầu số 1 nhé, nêu nội dung kinh tế của các bút toán từ A đến D. Rồi chúng ta sẽ để dễ hiểu hơn thì anh sẽ xếp lại bốn cái tài khoản kế toán theo một cái chu trình như sau. Chúng ta sẽ sắp xếp những tài khoản chi phí gồm có chi phí nguyên liệu trực tiếp, cái này trong đề bài không cho nhưng anh vẽ thêm ở đây cho các bạn hình dung hơn. Tương tự chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung, đây là ba loại chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và nó sẽ dùng để tính giá thành sản phẩm. Cái tài khoản giúp chúng ta tính giá thành sản phẩm ấy, tên nó là tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Đây sẽ là tài khoản dùng để tính giá thành sản phẩm, mặc dù bắt đầu của nó bằng chữ chi phí nhé, nhưng nó không phải phản ánh chi phí mà nó sẽ phản ánh tài sản, là những cái sản phẩm mà chưa hoàn thành ấy, nó còn đang dở dang ấy, nó sẽ vẫn là tài sản của doanh nghiệp nhá. Đừng confuse về vấn đề có chữ chi phí này nhá. Vì nó là tài sản cho nên nó sẽ có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ như bình thường. Đó, còn tài khoản chi phí này sẽ không có số dư đầu kỳ cuối kỳ này. Ok không ạ? Rồi. Sau khi mà kết chuyển vào cái tài khoản trung gian này, tài khoản này này dùng để tính giá thành ấy, thì sau khi lấy số dư đầu kỳ cộng với phát sinh chi phí tăng trong kỳ, đây là những chi phí phát sinh tăng trong kỳ này. Đề bài nó không nói rõ là 420.000 và 230.000 là cái chi phí nào ở đây, nhưng mà mình sẽ hiểu nó sẽ là một trong hai loại chi phí là chi phí nguyên liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Cộng với lại chi phí sản xuất chung thì sẽ ra được cái phần. Đây chính là phần chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất. Và cái cuối kỳ ấy thì sẽ có dư bao nhiêu đấy thì lấy đầu kỳ cộng phát sinh trong kỳ trừ dư cuối kỳ thì sẽ ra chính là phần giá thành sản phẩm hoàn thành này. Đây chính là cái giá thành sản phẩm hoàn thành này. Được chưa ạ? Sau đó kết chuyển cái giá thành sản phẩm hoàn thành này, nếu nhập kho thì sẽ cho vào tài khoản thành phẩm. Nhớ nhá, từ khóa nhập kho thì mới ghi nhận vào tài khoản thành phẩm. Thì ở đây tài khoản thành phẩm là tài sản rồi cho nên nó sẽ có số dư đầu kỳ và cuối kỳ như thế này. Và lấy đầu kỳ cộng phát sinh sản xuất thêm trong kỳ và trừ đi cái dư cuối kỳ thì sẽ ra cái số lượng mà chúng ta đã bán được ở trong kỳ. Là chính cái đây. Và nếu chúng ta bán được ấy, thì toàn bộ cái phần giá trị của sản phẩm này sẽ kết chuyển sang tài khoản giá vốn hàng bán. Để chẳng như bài học trước anh có chia sẻ đấy, là khi nào bán được hàng thì chúng ta mới ghi nhận vào giá vốn hàng bán, thì đây là lúc chúng ta bán được hàng. Ok, nói như vậy chúng ta cũng đã hình dung qua được các nghiệp vụ yêu cầu số 1 rồi đúng không ạ? Anh sẽ bắt đầu chữa chi tiết hơn nhá. Thì đối với cái A này nó yêu cầu chúng ta nêu nội dung kinh tế mà. Cái A này là 760.000, đây chính là cái phần chi phí sản xuất chung phát sinh, nhưng mà nhớ cho anh là thực tế nhé. Nó có hai khái niệm mà thực tế và ước tính, thì ở đây nó sẽ là thực tế. Đây chính là thực tế phát sinh. Khi nào phát sinh chi phí sản xuất chung thực tế thì mới ghi nợ tài khoản này. Thì 760.000 nó đại diện cho một nội dung kinh tế là chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh trong kỳ sản xuất là 760.000. Được chưa ạ? Rồi chúng ta sang bên B. B là các bạn để ý mũi tên kết chuyển này là từ 820.000 này ở tài khoản chi phí sản xuất chung sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Thì cái bút toán này tức là nợ tài khoản này, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và có tài khoản chi phí sản xuất chung. Đó, bút toán B, đây chính là bút toán B nhé. Các bạn để ý này, như anh nói vừa nãy ấy, thì là tài khoản chữ T này thì bao giờ bên này cũng là bên nợ, đây là quy ước đấy nhá, không phân biệt là tài sản nguồn vốn hay là doanh thu chi phí, bao giờ cũng thế, nợ sẽ nằm ở bên bên trái tài khoản chữ T và có sẽ nằm bên phải tài khoản chữ T. Thế thì chúng ta để ý là ở đây là mũi tên này đang kết nối giữa bên gì nhỉ? Bên nợ của tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, định khoản nợ tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, đúng chưa ạ? Và kết nối với bên có của tài khoản chi phí sản xuất chung, đây ạ, có 800.000 đây. Thì sẽ ghi có tài khoản chi phí sản xuất chung. Số tiền ở đây sẽ là 820.000. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Thì đây chính là cái bút toán nhé. Đây chính là cái bút toán. À, đây chính là bút toán B nhé. Bút toán B sẽ định khoản như thế này. Thì với bút toán B này thì nội dung kinh tế của nó sẽ là kết chuyển chi phí sản xuất chung ước tính phân bổ
Cái này là chi phí sản xuất chung ước tính nhá, và được phân bổ, tức là theo để tính cách phân bổ, để phân bổ vào cái tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh trở ra. Cuối cùng là mục đích để tính giá thành. Như vậy đây là bước kết chuyển nhá, từ khóa đây là từ khóa kết chuyển. Kết chuyển cái gì? Chi phí sản xuất anh chi phí, từ khóa là kết chuyển này. Và cái kết chuyển cái gì? Là kết chuyển chi phí sản xuất chung ước tính, được chưa? Phân bổ để xác định cái giá thành sản phẩm hoàn thành. Rồi cái này thì các bạn đang học rồi đúng không, anh đã dạy rồi. Thì cái mục đích của việc này là theo cái phương pháp phân bổ ước tính ấy, dùng để mà chúng ta có thể xác định nhanh chóng cái giá thành sản phẩm hoàn thành mà không phải chờ đến cuối kỳ để biết được thực tế phát sinh bao nhiêu để chúng ta xác định. Thì đây là một cách để chúng ta giúp ước lượng, ước tính giá thành, giúp cho nhà quản trị có thể đưa ra quyết định nhanh. Ok, đấy là ưu điểm của phương pháp là chi phí sản xuất chung ước tính. Chúng ta sẽ sang với C. C ở đây gọi là cái mũi tên này. Mũi tên nó chỉ từ 1 triệu 520 nghìn sang thành phẩm 1 triệu 520 nghìn. Thì cái nội dung kinh tế này thì vừa nãy anh có nói rồi, đây chính là cái phần gì nhỉ? Giá thành của những sản phẩm hoàn thành nhập vào kho. Được chưa? Bút toán C này định khoản như thế nào nhỉ? Chúng ta cũng theo cái cũ thôi. Đây là bên nợ, bên là bên có đúng không ạ? Chúng ta sẽ là nợ tài khoản. Nợ tài khoản thành phẩm đúng không ạ? Và có tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở ra các bạn nhé. Rồi số tiền đây chính là 1520, em copy trên này xuống luôn, được chưa ạ? Đấy, đây chính là bút toán C các bạn ạ. Bút toán này nó đang thể hiện là kết chuyển giá thành sản phẩm hoàn thành nhá. Ở đây có nốt là chi phí sản xuất phân bổ ước tính, có nghĩa là ở đây muốn nói là cái phần này ấy, nó vẫn đang chỉ là ước tính thôi, bởi vì nó đang đang được cộng bởi cái chi phí sản xuất chung ước tính mà, chứ nó không phải là thực tế phát sinh nhé. Ok, đây mới chỉ là ước tính thôi, nó phần giá thành là theo cái ước tính ảnh hưởng bởi chi phí sản xuất chung phân bổ ước tính. Có từ khóa nhập kho nhé, nhập kho thì mới ghi vào tài khoản thành phẩm. Rồi giá trị là 1 triệu 520 nghìn, bút toán nó sẽ như này đúng không ạ? Rồi tương tự nhá, thì chúng ta sang cái bút toán D. Bút toán này thì là phải bán được hàng thành phẩm xuất kho bán được rồi đó, thì bút toán này định khoản là nợ tài khoản giá vốn hàng bán đúng không ạ, có tài khoản thành phẩm. Nào, mình sẽ ghi kết quả đây là 1740. Và đây chính là nội dung kinh tế của nó, là đây chính là cái phần giá vốn hàng bán, giá vốn hàng bán được ở trong kỳ, tức là đã bán rồi nhé, nhưng mà nó vẫn chỉ là ước tính thôi. Ok, ở cái A này thì không có định khoản bởi vì nó không có cái đối ứng, nó không có cái đối ứng phía trước này, đề bài không cho. Rồi chúng ta sẽ, đấy chính là nội dung kinh tế của từng phần một nhé. Sẽ có những bạn hỏi anh là tại sao có thể sắp xếp được như này ấy? Thì thứ nhất là nó sẽ dựa trên hai yếu tố, nó quy trình bao giờ cũng thế thôi, từ tổng hợp chi phí phát sinh thực tế ở đây, sau đó thì kết chuyển chi phí vào trong tài khoản chi phí kinh doanh dở ra, sau đó kết chuyển sang tài khoản thành phẩm và kết chuyển sang tài khoản giá vốn bán. Đây là một cái chu trình cố định rồi. Thế còn thứ hai nữa là chúng ta có thể, nếu bạn chưa rõ, chưa nắm được cái quy trình này, thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái A này, cái B này, B này sẽ đối với cái B ở đây. Thế chúng ta chỉ việc là sắp xếp làm sao cái B ở đây đối với cái B ở đây. Tương tự C cũng thế. Đây C đây. C ở đây đối với C ở đây. Đó thì nhìn nó biết ngay là từ đây đến đây, từ đây đến đây, từ đây, từ đây đến đây. Đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Rồi chúng ta sang yêu cầu số 2 nhé, là hãy ghi bút toán xử lý chênh lệch chi phí sản xuất chung phân bổ thừa sang tài khoản giá vốn hàng bán. Ở đây các bạn để ý thấy không? Ước tính của chúng ta, thực tế của chúng ta là 760.000, trong khi là ước tính là 820.000, tức là chúng ta làm sao? Đã phân bổ thừa mất rồi. Thì đề bài bây giờ yêu cầu chúng ta là xử lý cái phần này ghi nhận vào phần giá vốn hàng bán, tức là ghi giảm trực tiếp vào giá vốn hàng bán đấy. Thì cái bút toán của nó định khoản như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ định khoản như sau, chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản chi phí sản xuất chung 60.000, chênh lệch của nó sẽ là 820 trừ đi 760 bằng 60.000. Rồi ghi có tài khoản giá vốn hàng bán là 60.000. Như vậy giá vốn hàng bán thực tế của nó sẽ phải giảm đi 60.000 các bạn nhé. Được chưa ạ? Rồi, hoặc là chúng ta sẽ có một cách gọi là ghi ngược ấy, ghi bút toán âm đấy. Thì nếu như ghi bút toán âm này thì nó sẽ đạt được cả hai yếu tố, là tài khoản giá vốn hàng bán thì cũng là chi phí thực tế, và tài khoản ở bên sản xuất chung này thì cái phần phát sinh ở bên có này nó cũng sẽ là 760.000, tức là nó sẽ là phần
chi phí sản xuất thực tế thì chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản giá vốn hàng bán âm 60.000 và có tài khoản chi phí sản xuất chung âm 60.000. Hai cái này nó sẽ ngược nhau. Đúng không ạ? Nghĩ không? Thế thì tùy vào cái cách các bạn trình bày ở trên lớp như thế nào cho phù hợp thôi. Chúng ta sang yêu cầu số 3 là hãy ghi bút toán xử lý chênh lệch chi phí sản xuất chung phân bổ thừa sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và tài khoản thành phẩm, tài khoản giá vốn hàng bán tỷ lệ phân bổ theo chi phí sản xuất trong kỳ. Ở đây thì các bạn chúng ta có một cái thông tin để bài cho ở phía trên này là chi phí sản xuất chung phân bổ cho các tài khoản như sau. Tổng chi phí sản xuất phân bổ là 820.000 chính là cái phần phát sinh này này, 820.000 này thì sẽ được phân bổ lại là sản phẩm dở dang cuối kỳ sẽ 65.600, thành phẩm tồn kho sẽ 80.000, 82.000 và giá vốn hàng bán sẽ 672.400. Qua cái bảng này chúng ta có thể xác định được cái tỷ lệ là cái phần mà chi phí sản xuất chung nằm trong sản phẩm dở dang cuối kỳ sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng chi phí. Được chưa ạ? Cái thông tin này các bạn sẽ hiểu như sau, tức là bạn hiểu bản chất này nhá, là một cái sản cái trong quá trình sản xuất của mình, tổng cái chi phí này này nó sẽ phát sinh xong ấy thì nó sẽ nằm ở một trong ba cái vấn đề sau đây. Một là ông đang nằm trong quá trình sản xuất, tức là đây là kho nơi phân xưởng nhá, bạn hiểu như thế, phân xưởng, phân xưởng. Còn đây thì như anh nói là phải là kho, kho, và đây chính là lúc mà chúng ta nói chung là người bán ấy, người mua ấy, nó phải nằm trong tay người mua. Rồi thì chúng ta hiểu như sau nha, ví dụ như tổng chi phí chúng ta phát sinh bằng này thì nếu như mà chúng ta bán được, chúng ta chưa nhận, chúng ta vẫn còn gọi là chưa sản xuất xong, tức cái phần chi phí sản xuất chung này này, chúng ta giải thích cái việc là nó sẽ nằm ở một trong ba cái tài khoản này thôi, một là nằm phân xưởng, hai nằm ở kho và ba nằm ở người mua. Có nghĩa là sản 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 phẩm đấy ấy, sản xuất xong ấy, nếu như mà chưa hoàn thành thì nó sẽ nằm ở dở dang, còn nếu như nó đã hoàn thành rồi thì nó sẽ nằm ở thành phẩm, tức là đã nhập kho rồi thì nằm thành phẩm. Mà nếu như mà nó đã không nằm ở phân xưởng tồn kho mà nó sẽ nằm ở, nó đã bán được rồi thì nó sẽ nằm ở giá vốn hàng bán, được chưa? Tức là đã bán cho người mua đấy thì nó sẽ nằm giá vốn hàng bán. Có nghĩa là 820.000 này nó sẽ chỉ nằm ở trong ba cái thằng này thôi, nó sẽ chỉ nằm ở trong ba thằng này thôi. Đó, vậy thì 820.000 này người ta đang có một quy ước phân bổ như sau, có nghĩa là ở đây có nói là giả sử 160.000 giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ có chi phí sản xuất chung được phân bổ trong kỳ và tính cho sản xuất dở dang là 65.600. Đó, có nghĩa rằng là cái tỷ lệ đấy nó cũng sẽ bám theo cái tỷ lệ của cái phần trên này. Được chưa? Tức là nếu như chúng ta đây anh đã chia rồi là 65.000 sẽ được chiếm bằng 8% của chi phí sản xuất chung phân. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính là cái số dự chênh lệch ấy thì cái phân bổ như sau. Được chưa? Rồi bài yêu cầu là hãy ghi bút toán xử lý chênh lệch chi phí phân bổ sang các tài khoản này đúng không? Thì chúng ta sẽ tính nhé. Nhân, xin lỗi. Nó sẽ là 160.000. À 60.000 thôi. Chênh lệch bây giờ chỉ là 60.000. Và cả cho lấy cái tỷ lệ này nhân với 60.000. Ok. Rồi, cái này sẽ tính vào chi phí sản xuất nên trở ra. Cái này sẽ tính vào giá thành sản phẩm và cái này sẽ tính vào giá vốn hàng bán. Như vậy 60.000 này sẽ được nằm một cách trong cái tỷ lệ phân bổ như thế này. 60.000 sẽ được vào từng tài khoản như này và định khoản như sau nhé. Tương tự như trên kia thôi. Ở yêu cầu 2 chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản mình nhỉ? Ngược nhé, nợ tài khoản chi phí sản xuất chung là 60.000. Và có tài khoản chi phí sản xuất dở dang này sẽ là 4.800, có tài khoản thành phẩm ngàn và có tài khoản giá vốn hàng bán sẽ là 49.200. Rồi đây chính là bút toán, đây chính là bút toán của cái yêu cầu 3 là xử lý chênh lệch được phân bổ theo các tài khoản này và nó theo cái tỷ lệ ở trên này, rất là đơn giản đó các bạn. Rồi đóng khung lại nhìn nó dễ hình dung thôi.
Rồi, trên đây là phần chữa bài tập trong khóa kế toán chi phí. Và nếu như các bạn có cảm thấy hay thì hãy like và subscribe kênh ủng hộ anh nhé.